Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Sven. Ây da, nóng quá các bạn ơi. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trên một block lava và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn thử thách sinh tồn ở trên một block lava các bạn à. Đang là mùa hè mà bây giờ chúng ta sinh tồn ở trên một block lava cho nó mát các bạn ơi. Ý lộn, cho nó nóng các bạn à. Và các bạn có thể thấy là trong cái block lava này còn có thêm một ngôi đền lava đằng kia nữa các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ cố gắng để mình... Ui, còn có cả hả? Nhà của tụi Billager ở đằng kia mà lava nha các bạn, chứ không phải là nhà thường đâu. Mình phải tranh thủ mình đào cái này nhanh lên để cho mình có thể gọi là hả, có một cái gì đó để mình đứng, chứ nó nóng quá chịu không nổi. Đây, nóng quá rồi, chịu không nổi. Ui, wow, mới vô mình đã có một cái khiên gọi là lava xịn sò con bò rồi các bạn ơi. Quá ngon. Rồi, bây giờ là mình sẽ gọi là hả, tiếp tục mình đào tiếp coi có gì các bạn ơi. À, ở đây là một cái gọi là hả, Rizukabob. Đây, chính là cái này mình sẽ bỏ đồ vô nếu như mà mình không cần. À, rồi, để mình xem coi là mình sẽ sinh tồn như thế nào. Sau bao nhiêu năm tháng không chơi Minecraft thì lần này mình có gọi là gà hơn hay là pro hơn hay không nha. Let's go. Ui, mình được một block lava nữa nè. Đây, mình được thêm một block lava nữa bạn ơi. Vậy nếu mình đào cái block này sao? À, đào block này thì nó sẽ không được nha các bạn. Vậy thôi mình để cái block này ở trong đây đi, tí nữa mình sử dụng. Đấy, đào tiếp nè. Ui, mình được miếng thịt. Yes, đang sinh tồn mà có thịt lấy ngon lành rồi các bạn ơi. Ui, mình có cái cửa nè. À, để mình đặt cái cửa ra nha các bạn. Mời các bạn vô nhà của mình nha. Nhà mình mới xây nha các bạn ơi. Vô thôi. Ui. Nhà này mới xây được có một miếng à. Chưa có tiền xây thêm. Khổ ghê á. Rồi, không sao bạn ơi. Chúng ta sẽ đào tiếp nào. Ui, cẩn thận. Block lava này nóng lắm, chịu không nổi đâu. Ui, mình đào được block gì nè. Racker. À, cái block này là ở dưới địa ngục đúng không? À, nhiều cái mới quá mình không nhớ, nhưng mà thôi mình tiếp tục đi. Cái nào nhớ thì mình sẽ sử dụng, còn cái nào mình chưa biết thì... Ui, mình có một quả trứng của con mèo. Một quả trứng của Vindicator. Cái thanh niên này là cái thanh niên có Emerald nè. Ngon lành. Bây giờ là mình sẽ xây cho nó rộng rộng ra để cho các bạn nhìn cho nó gọi thoải mái nha. Chứ bây giờ cái chỗ của mình nó hơi chật hẹp tí các bạn ơi. Đó, để mình làm cho nó rộng ra một tí. Rồi, để xem coi. Đây, mình có redstone nữa rồi các bạn. Quá trời block luôn. Mình sẽ cố gắng để mình xây cho rộng ra một tí để nhìn cho nó ngon lành cành đào các bạn. Đấy, được chưa? Ai sắp quá hoàn thành ngôi nhà rồi, khoảng 10 năm nữa hoàn thành ngôi nhà nha các bạn. Ui, mình được thêm một quả trứng nữa kìa. Một quả trứng evoker. Yeah, có cá rồi các bạn ơi. Mình sẽ thả cá vô cái hồ này. Bây giờ là mình đang cho nuôi cá. Các bạn biết làm gì không? Mình định á là để vô trong đây để mình cho có nước nè, nhưng mà hiện tại bây giờ mình chưa có xây được cái chỗ này. Ông chủ của ngươi đâu? Rồi, cho tôi cưỡi cái đi được không? Cho cưỡi cái được không? Ê, đừng có đi xuống. Ê, đừng có xuống đó nha. Bình tĩnh, đừng có xuống. Đừng có chạy xuống đó nha. Ê. Công nhận cái con lạc đà này nó rất là thương mình. Nó hy sinh bản thân nó nhảy xuống. Nó phải cho mình đi xuống trước rồi nó mới nhảy các bạn ơi. Công nhận nó thông minh thiệt. Mình vừa mới xây xong một cái chỗ gọi là để đựng nước các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nước các bạn ơi. Ủa? Khoan. Con cá của mình đâu rồi? À, nó ngẫm luôn rồi, lên thiên đàng rồi các bạn ơi. Rồi thôi, có nước ở đây là được rồi. Ở đây nếu mà mình có quả trứng nào thì mình sẽ thả quả trứng đó ra nha các bạn. Ở đây có thịt rồi nè. Kiến nè, nấm nè, mấy này mình đâu có cần đâu. Mình sẽ lấy mấy quả trứng ra các bạn ơi. Đây mình sẽ có những quả trứng nào mình sẽ lấy ra để mình gọi là hả, tạo ra các bạn. Uầy, mấy quả trứng này coi bộ khá là nguy hiểm nha. Ví dụ như đây là một quả trứng Vindicator nó rất nguy hiểm. À, con lươn. Woo, chào mừng thành viên mới trong gia đình. Rồi, cái mục tiêu bây giờ là mình muốn khám phá gọi là bên kia với lại cái ngôi đời bên này. Thôi đừng có ngồi lên con này nó ngu lắm bạn ơi, nó con lươn à. Rồi, để xem coi là chúng ta có thể ráp được cái gì không đây. Ui, mình có thể ráp được cái gì đó các bạn ơi. Lava beacon nè. Để xem coi mình có ráp được thêm cái gì nữa không. Wow, rất là nhiều đồ các bạn. Ui, mình có thể ráp được một cái lava nè. Lava ingot. Vậy là bây giờ mình phải tìm được cái lava ingot này nè các bạn. Mình mới có thể gọi là đạo, mình có thể làm được cái giáp lava nha. Tuyệt vời. Phải xem coi lốc lava này với lại cái cục sắt này nó sẽ ra cái gì đây. À, một lốc lava là ra được lava ingot nè. Vậy là hồi nãy mình có mấy cái lốc lava lần các bạn. Đâu rồi, đây, mình có hai lốc lava nè. Vậy là bây giờ mình phải cày thôi, mình phải cày thời gian, mất thời gian tí nhưng mà vẫn được. Đây, hai lốc lava ingot các bạn. Tuyệt vời. Ủa mà nó không kết hợp lại được à. Hơi căng rồi nha, nó không kết hợp lại được. Được một cái nón kim cương các bạn ơi, xịn thiệt. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng mình đang muốn á là làm một cái gọi là bộ đồ lava. Cần tìm nhiều hơn cái gọi là cái lava ingot nữa các bạn ơi. Cố lên nào. Cố lên, đi có thịt nè. Để mình vớt bớt cái này. Vớt nè. Thịt đâu? Thịt đâu trời? Không thấy rồi. Không sao các bạn. Ơi, no! Cái cây đó rất là cần thiết luôn á. Mình phải công nhận một điều là cái lốc lava này nhiều đồ thiệt luôn kìa. Các bạn thấy không? Vừa mới rớt ra áo kim cương,
Trời ơi, toàn là đồ xịn các bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn rương của mình đi, rương đồ của mình nó full hết rồi, mà đồ của mình bây giờ là đồ VIP không đó. Thôi bây giờ á là mình sẽ cắt mấy cái này vô. À, các bạn biết làm gì không? À, mình sẽ lấy những cái quả trứng này ra, mình sẽ cắt bớt những cái này vô. Để đứng xa xa cái này ra các bạn ơi. À, mình sẽ cắt bớt cái này vô, sau đó mình sẽ lấy những cái quả trứng ra trước đó các bạn. Đấy. Để hả, tí nữa mình sẽ cho các bạn coi những cái đồ VIP mà mình lấy được nãy giờ là cái gì nha. Rồi, bây giờ là mình vừa mới xây xong một cái gọi là hả, cái nông trại riêng của mình đi. Đây là nơi mình sẽ dành cho những cái con thú nó ở các bạn à. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có con play. À, con play này là quái vật cho nên mình sẽ không có lấy nó nha các bạn. Vét này cũng là quái vật nè. Cắt vô. Switch nè, Switch này thì mình sẽ đem nó ra đây. À, à, quên giới thiệu với các bạn nữa, mình vừa mới tìm được cái con này. À, con này con gì ở dưới địa ngục nè, mình không biết tên nhưng mà mình hình như là mình có thể cưỡi được nó đúng không? Mình nhớ là mình có thể cưỡi được nó đấy các bạn. Đây, con Switch này mình sẽ bỏ nó đây để cho nó gọi là ôi đừng chìm xuống dưới. Đó, đừng có chìm xuống dưới mà. Ôi, ôi. Nó bò ra ngoài luôn bạn ơi, và mình đã vừa có một cái hồ gọi là mực ở đây. Các bạn thấy đã chưa? Rồi, đi tới. Ra đây. Để mình lấy Skeletor là không có nè, Evoker không có nè, Ship nè, Vindicator. À, có cá heo nữa. Giờ mình sẽ cho các bạn coi nè. À, đây là những cái con thú cưng của mình. Đây, thú cưng nè các bạn. Đây, cù nè. Rồi Dolphin là cái con cá heo. Cá heo là mình sẽ qua đây. Đó, có cá heo ở trên gọi là hạ hòn đảo này luôn các bạn. Ghê không? À, rồi để mình xem coi còn gì nữa không. Okeled, đúng rồi. Okeled là con mèo nè. Đấy, mèo Ai Cập hay sao á. Rồi, và đây chính là một cái gọi là nông trại của mình. Thì nãy giờ mình cố gắng thu thập những cái block nữa bạn, để mình có thể đi qua được bên cái gọi là cái này nè. Nhưng mà từ từ, nhìn đi, nhìn đồ mình đi. Hơi bị VIP á nha, nhưng mà mình muốn gọi là hạ làm một bộ đồ lava để mình có thể qua bên được ngôi đền lava để xem coi có gì bên đó. Còn một cái tấm bảng ở đây. Mình sẽ đặt một cái tấm bảng ở đây. À, Lenderman đẹp trai. À, đây là hòn đảo của mình nha các bạn. Mình đang ở trên gọi là một cái block lava và mình đã tạo được một hòn đảo rồi. Bây giờ bộ đồ này á mình sẽ không có vứt đi mà mình sẽ đưa nó vô viện bảo tàng. Đó là ở đâu? Chính là cái chỗ này. Các bạn thấy không? Đây là mình có chỗ của Reaper nè, thấy không? À, đầu của mấy con này là Skeletor nè, Skeyaden rồi Zombie nè. Rất là nhiều con ở đây các bạn. Rồi để mình ấy, ui mình có thêm cái cúp của Nether nè. Còn cái cây sản, cái cuốc của Nether. Toàn là đồ VIP. Đồ VIP không các bạn ơi. Ê đừng nha, đừng có nhảy xuống dưới đó nha. Rồi, để xem coi, mình sẽ lấy thêm cái này với lâu dài nữa. Thấy chưa, mình sẽ giữ nó ở đây. Để cho chúng ta khi mà mình cần á, mình sẽ sử dụng nó. Đó. Rồi, trời tối rồi. Khám phá ngôi đền nó mới xịn sò các bạn ơi. Bây giờ là chúng ta sẽ mặc bộ đồ lava vào để xem coi là như thế nào các bạn à. Yo, các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go. Yeah, một đôi giày, một cái nón và một cái áo full đồ. Và khi mình mặc vào thì mình sẽ có một cái hiệu ứng đó là chống lửa các bạn. Tại vì đây là đồ lava mà, quên nữa, cầm cái kiếm, đeo cái khiên này vô thì đố ai mà đánh lại được mình. Đấy, đeo khiên vô, cầm kiếm lên, vô địch khắp vũ trụ là đây rồi các bạn. Full đồ lava nha các bạn ơi. Quá VIP luôn. Woo. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ mình sẽ thử test với bộ đồ này trước đó các bạn. Để sau đó chúng ta mới đi qua kia đánh nhau được. Đâu con rồng nè các bạn. Xịn chưa? Đây là con rồng gọi là lava nha các bạn ơi. Con kia sao đứng đây nó rung vậy ta? Hình như nó thấy mặt mình mặc đồ VIP quá, nó sợ mình đánh nó bạn ơi. Ơ. À, heo của mình đâu ơi? Đứa nào gọi là làm thịt con heo của mình rồi? Hình như là mình hay sao á, mặc đồ lava mà. Thôi kệ nó lụm luôn. Trời ơi, tội nghiệp đàn heo của tôi. Vô tình lụm được cục sình các bạn à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test với con đầu tiên, đó là cái con vét nha. Con vét này, à, xung quanh người của mình có hiệu ứng gọi lửa luôn. Con vét nó bị cháy nè, trong khi là mình gọi là chưa làm gì nó mà nó cháy rồi, nhưng mà nó đánh mình rớt các bạn ơi, hơi bị ngu một tí nha. Rồi làm lại nè. Bây giờ là đến con Vindicator. Vindicator nè, mình sẽ nhốt nó vô đây. Vô đây nè, Vindicator. Con này là cái con Johnny hay là Jason với bạn. À, Johnny đây, rớt Emerald nè. Con này là ở trong gọi là biệt thự ma nha các bạn, biệt thự ở trong rừng á. Bỏ qua mấy này đi. Evoker này dành cho bạn nào không biết. Evoker là cái con mà gọi là hả. Ê. Coi bộ là bộ đồ lava này nó chỉ cháy thôi chứ nó không thể nào mà gọi là làm được gọi là hả châu bò bạn ơi. Ui các bạn nhìn cơ. Xung quanh mình nó cháy kìa, y như là gọi là hạ ngọn đuốc trong đêm các bạn ơi. Quá ghê gớm. Đấy. Rồi thôi, bây giờ ấy đồ này hư không? Không hư rồi, xịn rồi. Lên đường anh em ơi. À đây, mình còn thêm một cái totem nữa các bạn. Totem là của con Evoker nó rớt nha. Vô, anh đi tới đâu cháy tới đó nha em. Bộ đồ này đúng là xịn thiệt, nhưng mà có cái là hạ bị cái ngu cái là không có độ bền. Ê, không có độ trâu. Xịn thì xịn đó nhưng mà không có châu bò. Ôi khá là buồn đây. Bây giờ là mình cầm cái gì cho nó sáng ta? Hiện tại bây giờ mình không có đồ để cầm cho nó sáng.
Anh tới đây rồi mấy em ơi. Cái cúp lava đây rồi. Đây, cúp lava có thể đào nè. Đấy, có thể đào nhanh lắm các bạn ơi. Đây, đây mình thể đào nhanh cực kỳ luôn. Rồi, zombie tới đây. Đừng, Ripper. Ui, nó đổ banh vô đây luôn rồi. What? Đùa nhau à? Đấy, thấy chưa, mấy con này nó không làm được. Ô, ở trong này có con mấy con mặc đồ lava nữa kìa. Quay, quay, từ từ, mình ăn vô gác. Rồi, từ từ, chuẩn bị đánh nhau rồi các bạn ơi. Chuẩn bị sao lá cài tụi nó rồi. Tụi nó có đồ lava giống như mình luôn. Nhưng mà tụi nó cầm kiếm cùi. Được rồi, đánh nhau thôi. Vô. Tụi này nó không cháy bạn. Hình như mặc đồ lava nó không cháy. Mình không thấy gì luôn bạn ơi. Đánh nhau không? À, mấy con này tên là Lava Goya. Là mấy con gọi là bảo vệ bạn ơi. Lava bảo vệ cái ngôi đền đúng không? Bảo vệ, bảo vệ. Châu nè, châu nè. À, nó không đánh được mình. Biết sao không? Nó bị kẹt. Nó bị ngu bạn. Mấy con này bị ngu nè. Rồi, anh xuống rồi. Wow. Cháy lava rất là nhiều cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Đây đây. Ui. Này thì lava nè, lava. Nó không dám đánh mình các bạn ơi. Không phải nó không dám đánh đâu mà nó chưa đánh được á. Đây để thử nó đánh mình coi. Ây da, gần nửa cây máu. Ây da, ây da, ây da. Thôi. Đừng vô đây. Đừng có nào vô đây hết. Đừng có vô đây nha. Đừng có vô đây. Mình phải đứng ở ngoài, đứng ở trong đây các bạn ơi. Không thể nào mà đứng gọi là ở ngoài solo tụi nó được đâu. Này thì một con từ để ăn miếng thịt vô cái đã. Đây mình ăn vô nè. Wow, máu mình VIP pro luôn các bạn ơi. Đỉnh cao luôn rồi. Rồi xong rồi. Solo luôn ơi, solo luôn. Woo, máu mình quá trời luôn rồi, solo tụi nó luôn bạn ơi. Mình không có đuốc bạn cây nha. Hồi nãy mình có là thang mà mình không lấy. Đấy, này thì hai con. Ui mạnh dữ trời. Mạnh dữ trời. Woo, thang nè. Vừa nhắc đến thang là có thang luôn. Rồi, xong rồi, để xem coi dưới đây có gì không. Oh no, TNT. Ui, táo là táo quá trời kìa nhưng mà No. Mình không thể nào mà bị gọi là cái vụ lava đó nó nổ mình được. Tại vì bây giờ mình đồ mình VIP các bạn. Ui, thật sự đồ xịn không. Táo vàng từ lưa hết bạn. Nhưng mà thôi đi, dù sao thì mình cũng có vậy nè. Đây cho bạn coi nè, mình lâm được quả trứng gọi là con ngựa đó bạn ơi. Đây chính là con ngựa Sike. Đó, Skelete nó hay cưỡi ngựa này. Có một con đang ở đây, mình sẽ sử dụng cái Magic Lava này. Là cái gọi là cái Fireball á. Wow. Nó, what. Woo, đã thiệt. Trời ơi, mình không ngờ mình lụm được cái này ở đâu ra không biết nữa. Cái này gọi là vô tình lụm được cục sình luôn rồi nè. Ui, nó cháy hết luôn bạn ơi. Whee, cho cháy nhà mình luôn. Woo. Công sức nãy giờ, thôi kệ nó. Vô. Bây giờ là mình vô đây, mình gọi là hạ quẩy vô này trước bạn ơi. Phá cái chỗ này ra coi. Ôi, đây của tụi nó kìa các bạn ơi. Địa bàn của tụi nó như này. Vô. Từ từ, bình tĩnh. Anh bình tĩnh mấy anh ơi. Bình tĩnh mấy anh ơi, để em ăn táo vàng vô cái đã. À, ăn táo cho bạn ơi. Rồi, hỏi là cái này không phải táo vàng. Cái này là táo gọi là hạ táo lava. Nhầm giết à. Đánh tôi đi. Tụi này nó ngu lắm bạn, nó đứng gần mình nó đánh mình nè các bạn không? Đứng gần thiệt là gần mình nó mới đánh mình nè. Các bạn thấy nó ngu không? Ngu nè, đánh nhau mình phải đứng gần mới được à. Đứng xa đánh cũng được vậy. À, ngu nè, để xem coi. Táo này rồi, magic nè. Lấy táo thôi, không cần cái gì hết bạn ơi, lấy táo thôi. Tại vì táo hiện tại bây giờ mình đang rất là cần. Magic nè, giày lava nè. Quê, em trai, một em. Rồi, mình sẽ chiếm chỗ này luôn. À, ui, ở đây có mấy con gọi là Lava Guardian nè. Này thì, ngu người, đánh đi. Úi giời ơi. Nghe thấy nhờ. Rồi, để xem coi còn ai không. Trốn hết rồi các bạn ơi, chỗ này của mình rồi. À, đây. Rồi, để mình lấy cái đuốc đó. Mình lấy cái đuốc là mình thắp sáng niềm tin cho nó. Đây, cái đuốc rồi. Rồi, để anh thắp sáng niềm tin cho các em nha. Bây giờ anh là vô địch khắp vũ trụ rồi. Không ngán gì luôn các em ơi. Tới ui đông thế nha. Đông như vậy. Cầm cái, để mình cầm cái cúp này coi. Cái cúp này đào nhanh lắm bạn, các bạn nhìn nó đào nè. Ui đào ghê. Mà mấy này nó không có gì gọi là đánh được mình luôn á. Nó bự hơn mình nè, phải không? Nó cao hơn mình nửa cái đầu. Nhưng mà nó đánh mình ha, y như là gãy ngứa cho mình vậy đó bạn, y như là mũi chích vậy đó. Đánh đi. Mình phải công nhận với các bạn một điều là cái bộ đồ lava này phải nói là đỉnh của chớp. Đỉnh của chớp luôn các bạn. Quá là ghê gớm luôn á. Wow. Này thì rồi.